Chỉ cách câu mồi mềm đi ăn, móng quá rồi. Ok, chơi. Chuẩn bị cho em ăn một gói mồi mềm và lưỡi ha. Rồi, một cây cần và máy câu. Ông nào lười thì mới xài cái này thôi. Kéo ra một phát. Lấy cần ra. Ráp ngọn vào. Mình ném thôi. 10 giây. Giờ là móc mồi. Lưỡi mồi mềm thì thường sẽ có một cái lò xo như thế này. Anh em xoắn từ phần đầu của con mồi giả, xoắn vào. Canh móc từ phần bụng, móc lên. Đấy, cá nhựa anh em, đây là cá nhựa nha. Đấy, gắn hờ cái lưỡi vào phần lưng. Rồi, móc khó vào. Câu thôi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cả nhà cách câu mồi mềm ở địa hình phức tạp nha. Thì cả nhà ơi, mình câu mồi mềm giống y như nhảy hơi cho em ăn. Nhưng làm sao kéo con mồi mềm nó không có được chìm xuống nước cả nhà. Hoặc là nó chìm một xíu thôi là ok. Cả nhà cứ kéo đều tay. Khi nào mà cá ăn, anh em ngâm cho em từ 3 tới 5 giây sau đó đóng là ok. Wow, dính cá rồi anh em ơi, dính cá rồi nha. Đây là cá bông nè, cá bông nha, cá lóc bông luôn anh em ơi. Con này nhỏ thôi, tầm khoảng 3 lạng. Em An quyết định là sẽ thả nó về nha. Tại vì nó hơi bé, thì sau này nó lớn thì em An bắt nó sau ha. Đốt lửa thôi. Sưởi ấm cho cá rồi cả nhà ơi. Mình sẽ cho em nó vào trong hỏ diệm sơn 7-7-49 giờ nha. Khi nào đủ giờ lấy ra quất thôi anh em ơi. Cùng em ăn khám phá nha. Đâu rồi, đâu rồi. Wow. Wow. Vàng quá anh em ơi. Ăn cá lóc là khi mà mình nướng xong nó còn đang còn giòn nè. Nhớ đập 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 hết cái những cái vảy tro đi nha. Đó, trời ơi, đã chưa? Quá cháy luôn anh em ơi. Đập hết cái vảy tro đi nha. Thích ăn nhất là chỗ cái má này. Cái má thịt nó dai dai giòn giòn như gà nha. Trời ơi, cảm giác nó bốc bốc hơi lên, đã chưa? Ui, nóng 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 nóng. Wow. Chấm muối ớt. Chấm muối ớt nha. Ngon quá cả nhà ơi. Câu cá vui lắm. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ câu cá nhé cả nhà mình ơi. Quất nguyên con cho đã cả nhà ơi. Thịt dai, ngọt, thơm. Có mùi lá tre với mùi tro một xíu nhưng mà ngon lắm.